bên chùa Tự Đàm ở nhé, bên kia đường Sư Lễ Quán chùa Tự Đàm. Bên này là đoàn Lâm Thủy Tiên. Tình gia đình mọi người nhé. Còn lần chưa đến khán giả được chứ ạ. YouTube chú nên còn bên kia cho mọi người người ta vừa bên kia mới xong rồi. Khi đi săn lăng về đó mọi người nhá. Wow. Đường phố Huế đó, ngày mua lăng đầu tiên. Đây là đường Đào Thắng mọi người nhá. Đây là đường thank you.
boom, 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 boom.